Chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng về kinh doanh với sự xuất hiện của những cá mập mới. Cái nghề truyền thống của Việt Nam đang bị mai một. Câu chuyện của công ty công nghệ nó khác hẳn công ty truyền thống. 1 triệu doanh nghiệp mới có một người như thế. Em là con số đó. Trước khi nhìn lên trời và nhìn đất. Em có nợ nhưng mà tôi nợ. Tôi muốn mất nhiều thời gian. Phải nhớ là nó không điên là không phải là sát. Cắt lời luôn sát. Không phải là lĩnh vực mà tôi quan tâm. Tôi rất quan tâm đến dự án này. Đón xem chương trình vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên VTV3. Có thất bại. Yeah. Thì thất bại lớn nhất và sau này mình đúc kết là có 2 lý do chính. Một là mình nhìn sai người. Hai là cái tham minh của thị trường, có nghĩa thời điểm của thị trường. Thì cái lý do mà nhìn sai người chắc chắn có. Và đấy là dẫn đến việc thất bại. Ví dụ như mình nhìn một người rất trẻ đam mê, họ rất trẻ giỏi.